À, bây giờ mình sẽ vào đi xe nha. Nào đi mũ ơi. Bãi dưới xe nha, giống như bãi đất trống thôi. Cái này là bãi đất trống ở thành phố thôi, người ta làm thành cái khu này để du lịch đó. Đẹp quá. Để ra đi. Ừ, để cho nó trống trống chứ, thì cho tính để dựng cái này nè, để hỏi. Rồi đây các bạn, bây giờ mình sẽ vào có cổng mua vé nha. Mình mua vé vào, đây là con mèo nè. Lên lên nè. Ấy 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 mua vé mày vé anh không à? Không nhìn thấy cái này luôn. Ê, ê từ từ từ, không hé hoa, không dám đạp, không lưu trèo vân đó. Ê, rồi này đây là quy định nha, không hé hoa, ngắt cành, cây trong vườn không dám đạp, ngồi và nằm trên hoa và cây trong vườn, không leo trèo lên tận đó dưới vườn, giữ gìn mỹ quan, nếu vi phạm phạt 100.000 đồng. Rồi. Một vé 50 ha. Rồi vé vé đây có chia ra cho ta em rồi không chị? Không. Không. Để em miễn phí em. À dạ. Có cái máy hình gì đẹp vậy? Rồi cái nhỏ nhỏ. Ủa, máy hình vậy hả? Anh cái chụp hình bình thường luôn hả? Dạ. Bao nhiêu một cái vậy? Bao nhiêu vậy? Cái rẻ thì cỡ 1 triệu là chế xe được. Nhưng mà như thế này. Cái này là 1 triệu nè. Lưu trong thẻ nhớ đúng không? Có mình nó có thẻ mình mua bảo dán vô. Nói chung là thẻ cái điện thoại mình nhìn được. Cái ta nó rộng hơn. Không cái cũng được nhưng mà nó dạ, tùy hơn. Cái đó gọi là gì? Mấy đi à, camera hành trình cái gì? Camera à, dạ. Rồi đây là cổng nha bạn, nông trại Ánh Dương Tết 2020. Đây anh gửi vé. Rồi. Ê, có bông nước nữa. Có đồ ăn, giống đám cưới mình đó. Ê, đây bán cá viên chiên rồi nước nha các bạn. À, bây giờ mình sẽ vào tham quan. Ê, cừu kìa, có ít quá hả? Oh, là quạt từ ta. Ông đứng ra nè. Để quay toàn cảnh ra chứ. Này. Quay chặt cái vô chơi. Đó là vườn cừu này các bạn. Nắng ghê luôn á. Xe lầm khi không đậu mũ. Nắng ghê. Ê, nó đứng nè đó. Rồi. Ấy cái gì đó đỏ ta? Nó bị chả má. Cái gì? Ừ. Vô vô mà chờ. Đi mấy câu. Vô là được cá. Chào rồi. Tôi chạy với cừu nha. Có cái nào ta? Ít quá hiền. Cá bây giờ á. Đó, cá lại đi. Kệ, kệ cầm quay. Cái đoàn ngầu quay tự chụp luôn đi. Ê kệ đó.
Sao vậy rạ? Ê, dễ quá. Lên. Nắng quá, vô đây lấy cảnh. Nắng quá. Đó đi. Lên cho thằng cu nó xích luôn. Đó, cả đây mọi người tới chụp hình với lại cừu và một cái xích đu bánh xe. Rất là vui. Lấy. Đây, bây giờ mình sẽ chụp hình cho con mèo nha. Ôm lên, ngầu luôn. Đó, giờ chụp luôn. Đâu, lái đi. Kệ, chụp đi, cứ chụp bình thường đi. Đâu, vô chụp luôn, nghe rước luôn. Đó, kệ, chụp xa, chụp selfie đó. Selfie cho vui. Đó. À, kệ đó. Có tươi mà đút cỏ khô cho nó ăn. Đó, đây nè, tao chụp mình không ưng. Ừ, thôi đi. À, bây giờ mình sẽ qua bên nhà. Ơi. Bây giờ mình sẽ qua bên dòng cháu với lại đầu Hương Dương nha. Chút qua mà làm gì trời nắng mà có không biết trời. Cha sang bữa nào là đang thui luôn á. Không được đâu. Đang sau bình 6 tháng chưa hết rồi nè. Đó, đây là gọi là chân tráng hả? Cô gái có cái con đó. Đầu chân tráng nè. Ừ. Mẹ thích lên cái con má ba kia kìa. Ừ. Bây giờ mình sẽ đi một vàng ở đây. Cung á. Đây là mê cung nè. Bây giờ mình sẽ vô mê cung chân tráng. Qua đẹp ghê không? Ồ. Giờ mình sẽ đi vào mê cung. Mình đi thí xác, nó dẫn đi đâu thì đi. Bữa nay là mùng 8 phải không mèo? Nay mùng 8 Tết nè, người ta đi cũng đông. Mặc dù nắng nhưng đi rất đông. Không mà nắng về quay mới đẹp. Quay chụp hình. Chụp không? Chụp phát đi. Được chứ. Được chứ hả? Đương nhiên rồi. Ừ. Rồi. Nó dính người vậy. Rồi, quá đẹp nè. Kệ nó, sao không nghe thấy đâu. Cười như nheo mét rồi. Rồi. Cái gì núp làm sao người ta rồi. Không thể mở được mắt ra luôn mà. Kể. Hả? Nào chụp. Chụp đi. Chụp đi. Đó, đó chú ai nè, rồi, bao sáng luôn. Kể. Ủa, đang kỷ niệm thôi. Nhưng mà đang gì? Đang sao?
nó bị bắn bắn, bị chán nắng quá. Đi. Rồi tiếp tục đi nào. Mới thì dặn tôi nhiều rất là chiếc mơ. Mẹ mẹ ở đây nè, đụng phải xe lầm rồi. Xe lầm xong đi mũi xong. Được không? Được chưa? Được chưa? Đào xuống đi mày. Đứng vào ngực lại nè. Người ta đang lên chụp hình này các bạn. Trồng rau nữa, xung quanh trồng rau nữa. Rồi đây. Ngược à, ngược sáng rồi. Rồi cứ làm máy phát đi trước nha. Ngược sáng rồi, tấu không thấy gì á. Nó cũng thái nhưng mà nó không có đẹp bằng những bên kia. Đào đi. Hướng này mà trời nó thái quá. Không thấy gì đâu. Ừ. Kính vô chứ không thấy gì đâu. À bây giờ mình ra bên kia đi. Ra đường hướng dương đi. Dưới đây cũng không có gì nữa đâu. Đi đường nào đó. Rồi, đây. Rồi bây giờ mình sẽ ra chỗ dương cao nha, thỏ chứ. Thiệt ra ở đây nó có gì đâu. Giống như là cái vườn người ta trồng nó hoa. Hoa thỏ người ta trồng nhiều quá, tay đâm ra rất là đẹp. Rồi người ta trang trí vào những cái trồng cháo. Kia là cái gì? Không. Vậy bí bó. Bao, vườn bao kìa, dân bao cái. Đây nè, cái đây nè. Đây là hoa cánh bướm hả? Hoa biết nó trông là nhiều hoa rồi, nó làm nó đẹp. Ui, chụp hoa đủ mèo luôn nha. Ừ. Dạ, cuối xuống đây chụp mèo cái tấm hình cuối đó. Đó, hoa đây hoa gì các bạn? Mình không biết. Đây. Chụp ngon, chụp giặt. Ngon nó giặt. Nó xong là xuống. Tiếp chứ, trời phải chụp nhiều tấm chứ mới. Không có kinh nghiệm chụp hình vậy. Mấy thằng cu làm sao đó chứ. Từ nghe. Chụp cận cảnh nè, lấy cái hoa sắc cái mạc luôn nè. Bye.
nhìn đậu đậu hướng mát một chút đi đó, nhìn lên cao một chút, lên cao một chút nữa. Cái này nó bông khớp quá, có gì đâu nhìn lên cao cả. Đủ có hình ngang luôn, đủ ngang ba mẹ đó. Uống quá rồi, rồi rồi tử dần đi đi quay chút hả, mình sẽ quay cái dần hoa ở đây trước một chút nha. Đó bạn thấy rộng không? À chú hoa đang bảo dưỡng hả? Nó không để tinh hoa, mình cũng không biết nó là hoa gì hết. Đó bạn thấy người ta đi đông gớm không? Bữa nay là còn Tết mà. Phía bên kia sẽ là cái dặn mướp 50.000 một ván. Nó cưa đang chụp hình này. Cô mèo đang tự sướng. Ba đi xem với nói chuyện nghe. Kệ cái đế đi. Gì vậy? Đó. Chụp được tấm hình cực khổ á bạn ơi. Đây là bông gì đây? Cái bông người ta hay trồng á. Ngay chỗ quảng trường mình cũng có một đống luôn, mình không biết á. Quá thơm không? Chú thấy thơm không? Chú quét. Đó, có con mẹ chụp hình nè. Nướng mà. Nướng mà. Chụp người vô duyên quá. Nghe duyên, cái vô duyên. Ồ, có cái bông mờ mờ nghệ thuật. Hot girl. Hot girl. Hot girl. Chắc biết. Được, vòng này nhiều lắm mấy ngàn giường luôn. Ồ, trời sắc không đẹp ghê. Đi. Mèo review tới vườn hoa hướng dương. Hướng dương này các bạn, mình đang theo chân của mèo. Đây, quay cái bông cho bạn xem nha. Nó sẽ quay theo hướng mặt trời nha các bạn. Quay đi, quay gì quay đi. Giờ mình sẽ bằng quay bằng hướng dương cho bạn xem nè. Nó sẽ quay qua cái hướng mặt trời hết nha. Đó, hướng này nè. Đó, giờ lại sẽ có những con am nè. Ui. Quay cận cảnh cho bạn xem luôn, cảnh am nó lấy nè. Chụp được chưa? Nó quay mà, nhắm dần luôn. Quay đi về đang clip về vui hơn á. Đâu? Giờ giờ thích hình, à giờ thích video, giờ không thích hình nữa. Ngang nhiều lắm. Đó, giờ mình sẽ tới mình qua những cảnh người ta tới chụp hình nè, chơi nha.
hoa hướng dương là nhiều nhất, thao quanh lại. Mèo chụp tắm, chụp tắm, chụp ý, chụp ý. Ủa? Rồi chụp hình ngồi ỉa này. Rồi bây giờ mình sẽ lên chút kia mình đứng mình quay xuống nha. Đi trước đi em, đi trước đi. Có người quay vô nó mới đẹp. Đó cô mèo nè. Mình sẽ lên đây mình chơi nha. Để lên luôn chứ. Wow. Đang ngoài à? Ồ, nắng quá. Đó. Ăn cái mẫu đứa mẫu quay quay cũng trời. Đi chỗ đó em tụi. Tụ má nó nắng chá má luôn á. Giờ chụp tấm trên cầu xuống. Lấy bông á. Ê. Đây này nè, đông cái này đâu này. Để đây em chụp chứ. Ồ quá rộng luôn á. Ở bên kia đấy kìa, mình đóng luôn. Chụp đóng rồi đúng không? Đó, đừng quá, mày chụp riêng, mày chụp đâu, mày nói đừng đóng đâu mà đóng. Chụp đi. Mẹ, chụp kiểu lấy bông đây, chụp kiểu lấy bông dưới xuyên á. Chụp cái gì đấy, mẹ ơi? Cái nhỏ mà, sao đâu? Đâu tới nổ mà. Thằng kia. Thằng kia mình xuống kia. Đó chưa luôn. Đi đâu nó đi. Đi luôn á. Mà vô sao nó vẫn đang nghe. Đó. Nó cũng đang. Giờ cái do á, do nó đang nữa. Rồi bây giờ mình sẽ lại chỗ vách đá kia mình quay nha. Rồi có một cái dần bầu ở bên đó nữa. Đó, mèo lên. Nói chung là mấy cái chỗ này, mấy cái vườn nó cũng gần nhau cho nên mình đi cũng tiện lắm. Né em đứng hoài cũng né. Đừng nhả nữa, bi. Vô đi vô. Rồi. Đi đâu nữa mày? Giờ tới đây không? Mình đã có đâu chứ đâu nữa. Đứng đi. Không biết ba tao hả? Bầu nè. Đi ra. Nóng quá. Nóng. 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 Nóng
đừng cái cọc kè em nó té nó đó. Ủa nó đâu rồi? Ừ. Ừ. Mà cái nắng quá mà. Hả? Thôi chụp riêng máy tắm đi. Thôi chụp hoàn thành nhiệm vụ ra. Làm video đi. Thương cái máy ngon. Chụp đi. Thôi, vậy đó, lắc vậy thì mình đây hình không à, được hình ra. Hình không có dây luôn. Thật là buồn, thật là buồn. Đi. 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 Nè, con chưa kẹo lên đây mà. Con kẹo lên, còn cái đây này mày chụp chó. Từ rồi chè lên kia. Đâu, đúng rồi, rồi chè lên. Đó, ăn còn. Ở chỗ này, vô này chỉ là chụp hình thôi. Chứ có gì chơi đâu. Mình chụp hết cho ta. Rồi bây giờ mình sẽ lại vách đá nha. Cấm leo trèo lên đó. Nơi linh thiêng, cấm leo trèo lên đó. Để đi vòng quanh coi thử có cái gì. Nhiều lắm, giòn qua kia luôn kìa. Đóng luôn á. Đây. Bầu kia khô trơn à. Chưa biết mình đây. Giờ mình đi vòng quanh thử. Không nãy thấy bầu đây. Nghe đi. Tự chụp tự hé này, đây là cảnh tự sướng này, có một bức ảnh đẹp nè. Đẹp, đẹp hơn bên kia. Ê. Thì Phương có thằng ngồi chỗ đó đi cho cái gì. Đẹp, đẹp, dễ thương ghê, để cho nông dân hé bầu đi. Hé, để mình thịt trong cái dễ thương á. Bịt khẩu trang hé bầu, nó hé bầu, hé trái đai nè. Trang đi mà. Trang đẹp luôn. Đi, chút xíu đi cho. Kẹo đó. Sửa thích kỳ cục á. Sao sao vậy? Rồi. Được chưa? Được. Đó, đẹp á. Thấy chứ bào gì đâu mà chút chiêu chiêu. Không có nấm gì. Bào tỏ nhiều thế, tỏ nhiều. Đây mẹ, nắng mẹ lắm luôn nè. Mình ăn bào không? Thì đi ra đây đứng này mẹ chụp hình xong mẹ chấn. Thôi cái đầu ra qua. Đó. Ăn bào không anh ơi? Té nè. Ừ, đi chụp hình xong. Rồi tiếp tục, bây giờ mình sẽ đi vòng quanh cái vách đá này. Còn có cái gì? Phía ngoài này cũng có hoa hướng dương nè các bạn. Đây hả? Ê dạ. Rồi. Ủa tắm ơi. Nén quá. Mình tắm thấy mệt mỏi quá mà nhìn như chắc đỡ. Ừ. Chắc. Để đi, để người đó đẹp á. Đẹp, để đó đi. Con này đó nè. Mời con làm biến quá. Nén dữ vậy ta. Cắm trèo. Ê đi, từ từ coi mà chi mà đâu mà nén rồi coi. Anh diện bò sao vậy? Thế sao có một con bò bề bề, thế sao có một con bề, thắt ra được con bề luôn á.
hết rồi. Giờ chỉ còn cây chồng cháo nữa thôi. Với rừng dù. Nắng quá mày ơi. Vô đi. Rồi chút mình đi đâu? Ra đây tính đi mệt quá. Sao sao mệt mà kìa. Sao nắng mà xỉu ngay. Thiếu nước nữa. Ngày đêm nước yến mà đúng không? Ngày đêm nước yến mà đúng không? Thôi liền ra cho anh đồ. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài cho trong chóng mình quay nha. Vô chụp phát nhanh rồi về mày. Qua, từ giờ chút. Rồi. Giống như quán trường nha. Giống như quán trường nha. Giống như quán trường chứ gì đâu. Không không bàn quán trường, chỗ đây chụp bình không bàn. Nhưng nó quay á. Không đẹp. Ở chỗ này thì chụp hình không có đẹp lắm các bạn. Cái này có quay video á, cảnh trong chấm nó xoay rồi nó nghệ thuật chút thôi. Đi qua cho. Rồi chụp đi. Xuất. Cái này không đẹp lắm. Đây nó có một lồng đèn nữa nè. Rồi phía trước là ghé sinh. Mình sẽ đi review ghé sinh cho các bạn xem. Ở đầu hoa hướng dương. Vậy em thấy mình lại em đi rồi. Qua cái dù đẹp hơn. Mời nó nhanh. Đó nó quay đẹp kia không các bạn. Điện gió nữa là em phát nhìn đã kìa. Nè người ta đang quay phim nè. Bánh quay phim nè. Mình giống như mình đi xoa người ta quá. Người ta làm gì mình xoa cái đó.